Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Chiều ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã rời thành phố Santiago lên đường tới thành phố New York, Mỹ, kết thúc tốt đẹp toàn bộ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Trong thời gian 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Cuba diễn ra trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại thủ đô La Habana. Dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Tại hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã nhất trí thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị thông qua việc trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên, linh hoạt, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp phát triển hiệu quả hiệp định thương mại mới, khai thác tối đa các ưu đãi của hiệp định, nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp của hai nước. Đặc biệt, nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước, Bộ Y tế hai nước đã hoàn tất đàm phán, làm thủ tục ký kết để Việt Nam mua 5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đồng thời đề nghị Cuba nhanh chóng hoàn tất thủ tục cấp phép vaccine ngừa COVID-19 dành cho trẻ em để Việt Nam tiếp tục mua thêm 5 triệu liều vaccine. Ngoài vaccine ngừa COVID-19, Bộ Y tế Việt Nam cũng đề nghị Cuba nghiên cứu chuyển giao sản xuất các loại thuốc điều trị các bệnh nan y như ung thư, các bệnh về não là những lĩnh vực mà Cuba rất thành công. Nguyên thủ hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế trung hạn, các thỏa thuận hợp tác tư pháp, y tế, thủy sản, nông nghiệp, an ninh mạng và một số thỏa thuận hợp tác của các doanh nghiệp. Trong chuyến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel đã chủ trì lễ trao tặng huân chương José Martí cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vì những đóng góp quý báu trong việc tăng cường mối quan hệ lịch sử, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Cuba và Việt Nam. Hai bên đã ra tuyên bố chung của hai nước nhân chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Manuel Moreno Cruz và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso. Tại các cuộc hội kiến, các nhà lãnh đạo Cuba đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong thời điểm này, thể hiện sự coi trọng, tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước đối với việc gìn giữ và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định chiều sâu lịch sử và tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Cuba, sự tiếp nối của mối quan hệ gần gũi và tin cậy, tương trợ và hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh hiện nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ thông tin với lãnh đạo Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc ICAP, Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Tổng Giám đốc Đặc khu Phát triển Marien, tới thăm Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Công nghệ Sinh học CIGB, một tổ chức dẫn đầu trong ngành công nghệ sinh học của Cuba. Nhân dịp tới thành phố biển La Habana, thủ đô nước Cộng hòa Cuba anh em, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam cũng đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại tượng đài và thăm khu tưởng niệm anh hùng dân tộc José Martí. Trước khi rời Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa bia mộ lãnh tụ Fidel Castro tại thành phố Santiago. Đạt thành quả hết sức tốt đẹp, nhất là trong hợp tác y tế, phòng chống dịch COVID-19, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân và ngoại giao vaccine. Chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta tiếp tục thể hiện tinh thần, thực sự coi trọng, quyết tâm tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa truyền thống quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, cũng như tái khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em. Và vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, tức sáng 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu chương trình tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9.
đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu tại sân bay quốc tế Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc và Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý cùng cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và phái đoàn. Tháp tùng Chủ tịch nước có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương. Theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, dự hội nghị trực tuyến thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thư ký Hoa Kỳ Kamala Harris chủ trì với chủ đề Chấm dứt đại dịch, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Dự kiến, Chủ tịch nước sẽ có nhiều cuộc tiếp song phương với nguyên thủ các quốc gia bên lề đại hội đồng. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dành nhiều thời gian tiếp và đối thoại với lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ để tiếp tục kêu gọi thúc đẩy các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam. Chuyển sang nội dung quan trọng khác. Tiếp tục phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày hôm nay xem xét, thảo luận và cho ý kiến về dự án luật cảnh sát cơ động. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với nội dung trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đồng thời đề nghị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, nhất là đánh giá tác động về tổ chức biên chế, kinh phí ngân sách, bảo đảm trang bị vũ khí, phương tiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật được nêu trong tờ trình và báo cáo thẩm tra. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ 3 nội hàm đặc thù, đặc biệt và tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động để làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong công an nhân dân, từ đó làm nổi bật sự thuyết phục cần thiết phải ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh sửa nội dung thể hiện vị trí chức năng của cảnh sát cơ động là lực lượng đặc biệt chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết, làm rõ vai trò nòng cốt, sử dụng biện pháp vũ trang, vai trò chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia, làm rõ quy định cảnh sát cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác về bảo vệ an ninh quốc gia. Đề nghị tiếp tục rà soát các nhiệm vụ cụ thể của cảnh sát cơ động để phù hợp với vị trí chức năng, tránh chồng chéo và thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan. Quy định cụ thể hơn quyền hạn của cảnh sát cơ động, nhất là các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành. Thưa quý vị, Trung thu là Tết đoàn viên, thế nhưng năm nay thì một mùa Trung thu không trọn vẹn với hơn 1.500 trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19. Đại dịch này đã cướp đi những người thân yêu nhất của các em. Nhằm chia sẻ động viên, giúp các em có thêm động lực vượt qua nỗi đau, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam đã mang hàng ngàn túi quà yêu thương, đưa Trung thu đến gần hơn với các em. Trong căn phòng trọ, Tường Vi cùng với cô em gái nhỏ đang cùng nhau mở món quà vừa nhận được cùng với chiếc lồng đèn Trung thu. Đây là một Trung thu buồn nhất của hai chị em Tường Vi vì vắng mẹ. Mẹ em mới mất vì Covid, dù đã có đủ bánh kẹo và chiếc đèn lồng để phá cỗ, thế nhưng Vi vẫn mong có mẹ bên cạnh. Mẹ lì xì nè, rồi mẹ dẫn đi mua đồ, rồi mẹ rồi sao ta mẹ dẫn đi chơi. Thì mẹ nói là uống vô rồi mẹ về, mẹ sẽ ở chung với con thôi. Còn đây là em Huỳnh Tấn Phát, vừa vào lớp 3, cơn bão COVID-19 đã đưa mẹ em đi xa, để lại em cùng với em bé mới sinh được vài tuần. Nay em chỉ còn ông bà nội và ba là chỗ dựa. Dù còn nhỏ, nhưng Phát lại tỏ ra hiểu chuyện và mạnh mẽ, khiến cho người lớn đau lòng. Bé cũng hiểu chuyện, bé cũng động viên cho bà nội là thôi, bà nội đừng khóc nữa, mẹ con mất rồi, khóc cũng không được gì đâu. Bà nội sống là ráng lo cho con. Đại dịch đã khiến cho hơn 1.500 trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh trở thành mồ côi. Trung thu này, các em đã vĩnh viễn mất đi người thân. Em mất cha, em thì mất mẹ, có em mất cả cha lẫn mẹ. Để chia sẻ, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam đã dành nhiều phần quà yêu thương, trao tặng, đem đến cho các em một Trung thu ấm áp, đậm nghĩa tình. Cũng cảm ơn và mừng cho mấy bé Trung thu vui vẻ. Nó đỡ, nó buồn phần nào. Hy vọng là ngoài cái việc làm của Trung tâm Công tác Xã hội và một số anh chị trong cái chương trình ngày hôm nay, thì nhiều cái tổ chức xã hội dành những cái tình cảm đặc biệt hơn cho các cháu. Tất nhiên là chúng ta cố gắng
để các cháu được hòa nhập trong chính cái môi trường của mình. Cùng trong dịp này, nhiều tổ chức cá nhân đã dành hàng trăm ngàn phần quà, bánh trung thu và đèn lồng để dành tặng cho các em là bệnh nhi COVID-19, các em học sinh nghèo và trẻ em mồ côi do COVID. Tất cả đều mong muốn đem đến cho các em một mùa trung thu đầy chia sẻ, yêu thương giữa đại dịch. Còn tại thành phố Đà Nẵng, thành phố vẫn đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt nên Tết Trung Thu năm nay lặng lẽ chưa từng có. Mặc dù vậy thì trẻ em, đặc biệt là hàng ngàn trẻ em thiệt thòi có hoàn cảnh khó khăn vẫn được đón Trung Thu trong không khí ấm tình thân và tình người với những phần quà ý nghĩa được trao tặng tận nhà cho các em. Mấy ngày nay, gia đình anh Đặng tất bật chuẩn bị các phần quà Trung Thu để đem tặng cho trẻ em thiệt thòi. Đó là các bệnh nhi tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố và hàng trăm trẻ em con công nhân lao động nghèo ở quanh khu phố anh ở, với mong muốn không khí Tết Trung Thu sẽ xua đi nỗi buồn dịch bệnh. Các em rất là sợ những cái thấy những cái bộ đội y tế. Các em có cảm và các em cảm thấy nó rất là nặng nề về tâm lý. Thì cũng đến vì đó nên tôi cũng mặc cái bộ đồ này, nhưng không phải là nhân viên y tế mà là ông địa. Để một phần nào đó tạo cái cảm giác cho các em không có sợ nữa và cái cảm giác nó vui vẻ và nó mới trong cái mùa Trung Thu hôm nay. Trung Thu Đà Nẵng năm nay vắng tiếng trống lân, không có những lễ hội phá cỗ trông trăng đông vui. Thế nhưng lại có những ông địa, chú lân đặc biệt mang quà đến tận nhà cho các em nhỏ. Năm nào mình cũng dành chục thời gian chờ cho mẹ cháu đi xem lân. Thì cho cháu vui về xã hội. Năm nay thì do dịch bệnh không đi được. Cũng rất cảm ơn chính quyền và các anh chị để tặng quà cho cháu. Ở dịch đó là con ngồi ở nhà con học bài rồi. Cũng không có ai chơi buồn hết. Năm nay có ông địa với lại chú Lân tới rất là vui luôn. Ngoài 2.400 xuất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng của thành phố dành cho các đối tượng trẻ em thiệt thòi, thì các đoàn thể, đơn vị, cá nhân tại Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động tặng quà ý nghĩa với mong muốn trẻ em được hưởng niềm vui đón Tết đoàn viên trọn vẹn. Từ Tết đến giờ, từ nhỏ tới giờ là không có mùa hè đi chơi, rồi đi học cũng chưa đi học lại. Rồi một mặt khác là nhu cầu ăn uống của bọn nhỏ cũng đang thiếu. Thì mình muốn bù đắp một phần nào đó cho cái Trung Thu cho bọn nhỏ được cái tiếng cười. Dịch COVID-19 đã khiến người lớn, trẻ em không thể đón Tết Trung Thu theo cách truyền thống. Nhưng tình thân, tình người thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn tỏa sáng và tròn vẹn như trăng rằm tháng 8. Ngày đầu Hà Nội thực hiện gỡ bỏ giãn cách, việc thực hiện một số quy định phòng chống dịch chưa được thực hiện nghiêm túc, người dân còn có tâm lý chủ quan. Việt Nam Airlines chính thức hoàn tất thủ tục để Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ xem xét phê chuẩn cấp phép bay thẳng thường lệ giữa hai nước. Mới nhất cập nhật, thưa quý vị và các bạn, tính từ 17 giờ ngày 20 tháng 9 đến 17 giờ ngày 21 tháng 9, cả nước ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới và trong đó 11.687 ca ghi nhận ở trong nước, tăng 3.019 ca so với ngày trước đó. Tại 34 tỉnh thành phố có 6.835 ca trong cộng đồng. Các ca địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua, đó là Đồng Nai, Tiền Giang, Đắk Lắk. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua, đó là Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh. Trung bình thì số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.330 ca một ngày. Có 18 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Có 3 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 35 triệu liều. Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề dễ nhận thấy ngay trong ngày đầu Hà Nội thực hiện gỡ bỏ giãn cách đó là có khá nhiều người tập trung đông đúc tại các địa điểm hàng quán, nơi kinh doanh các dịch vụ. Việc thực hiện một số quy định phòng chống dịch tại những khu vực này vì thế cũng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.
người dân sau một thời gian dài ở nhà nay được ra đường, sử dụng các dịch vụ lại xuất hiện tâm lý chủ quan và xả hơi sau những tháng ngày giãn cách, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn tại một số địa điểm kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thủ đô. Một trong những quán phở có tiếng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã mở cửa. Đã lâu không được ăn phở của quán nên khách hàng tập trung khá đông. Nhiều người tỏ ra rất vui khi mua được những món ăn tuy quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ với họ trong suốt 2 tháng qua. Đương nhiên là rất mừng rồi, như là được ra ngoài như được giải phóng rồi. Ra ngoài ăn uống thoải mái hơn, nó cũng được cái đi lại, nó cũng được cái đỡ bí bách trong nhà. Đồ ăn thức uống là nó sẽ nó tươi hơn này, không bị ở nhà tủ lạnh nó sẽ không bảo thực phẩm nó không được tốt hơn là đi ra ngoài được tươi hơn. Bên cạnh các dịch vụ thiết yếu như thực phẩm, hàng quán phục vụ ăn uống, nhiều dịch vụ khác cũng được mở cửa trở lại trong ngày hôm nay. Dãy cắt tóc vỉa hè trên phố Thái Thịnh đã hoạt động từ 7 giờ sáng. Ngay cả thời điểm 14 giờ chiều, việc thực hiện giãn cách tại đây cũng vì thế mà có phần lỏng lẻo. Kể ra thì cũng ngại đấy, cái là dịch bệnh thì nó cũng chưa gọi là nó cũng chưa hết được hẳn. Cơ mà cũng phải cắt thôi, cái làm nào được. Sau 2 tháng hạn chế đi lại, nhu cầu của người dân đối với việc sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện cũng tăng lên rất nhiều. Các tiệm sửa chữa bảo dưỡng xe máy đông nghịt trong ngày hôm nay. Không chỉ các điểm cắt tóc tập trung đông người mà hiện nay thì tại một số khu vực có cung cấp dịch vụ sửa xe thì lượng khách hàng đến trong ngày hôm nay là khá đông. Tuy nhiên thì chỉ sau khi thấy xuất hiện của máy quay thì các chủ cửa hàng ở đây mới có thực hiện cái việc nhắc nhở người khách trong cái việc mà thực hiện giãn cách trong khu vực sửa chữa. Thậm chí là việc dựng các biển cảnh báo hay là các phương tiện nhằm để giãn cách khách hàng trong cái thời điểm này cũng không được các trang bị tại các cơ sở này. Trước tình hình người dân tập trung quá đông, ngay trong sáng hôm nay, phố Hàng Mã, một trong những con phố buôn bán sầm uất tại khu vực nội đô, đã tiếp tục phải thực hiện giãn cách. Việc mở cửa trở lại thực sự đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh buôn bán tại thủ đô. Nhưng người dân cần phải nâng cao cảnh giác, tránh tụ tập đông người và tâm lý chủ quan để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trải qua gần 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo các mức độ tăng dần, cho đến nay thì tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang có những chuyển biến. Số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện gia tăng mỗi ngày. Trong đó có hàng ngàn ca từng thập tử nhất sinh, tỷ lệ F0 chuyển nặng cũng giảm đáng kể. Đáng chú ý là tỷ lệ tử vong liên tiếp trong những ngày qua đã giảm trên 50% so với đỉnh điểm. Thành phố hiện đang thí điểm nới lỏng giãn cách đối với một số ngành nghề hoặc địa phương được đánh giá là an toàn, từng bước tiến tới mục tiêu sống chung với COVID-19 để mở cửa, phục hồi kinh tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần trình bày sau đây của biên tập viên Thanh Thúy đến từ đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả. Theo nhận định của các chuyên gia, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh có những chuyển biến, tuy nhiên dịch đã thâm nhập sâu vào cộng đồng và có xu hướng trở thành dịch lưu hành, endemic. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rất khó có thể loại bỏ hoàn toàn COVID-19 ra khỏi cộng đồng. Chưa kể COVID-19 biến chủng khôn lường thì cho dù có quét sạch lần này cũng không có gì đảm bảo là sẽ không đến nữa. Chính vì thế, sống chung với COVID-19 là điều không thể tránh khỏi, nhất là trong bối cảnh nếu tiếp tục duy trì giãn cách, kinh tế thành phố sẽ kiệt quệ, kéo theo nhiều hệ lụy. Như vậy, bài toán sống chung với COVID-19 đã được thành phố Hồ Chí Minh tính đến với các bước đi thận trọng nhưng không cứng nhắc, đảm bảo mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch, vừa từng bước mở cửa phục hồi kinh tế. Những ngày gần đây, nhịp sống đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu trở lại. Dù chưa sôi động như trước kia, nhưng đã đem đến những sinh khí mới cho nền kinh tế. Hàng quán được cho phép mở lại với hình thức bán hàng mang đi. Trước tiệm bánh trung thu truyền thống, đông đúc người ship hàng chờ mua. Đường phố tấp nập xe cộ, đặc biệt là các màu áo shipper tỏa đi khắp thành phố giúp lưu thông hàng hóa. Thành phố này trung tâm dịch vụ 250.000 hộ kinh doanh cá thể, đóng góp gần 30% tổng thu nội địa, đứng tất cả không làm gì. Nên để cho thành phố kiến nghị một lộ trình dứt khoát, là không có dao động, nếu như có ca trong cộng đồng không dao động để đóng, mà cho tôi xuyên suốt.
Từ ngày 16 tháng 9, người dân ở các địa phương an toàn gồm quận 7, Củ Chi và Cần Giờ vui mừng phấn khởi khi được nới lỏng giãn cách, được đi chợ tuần một lần. 150 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại quận 7 được thí điểm cho hoạt động trở lại, còn Củ Chi và Cần Giờ cũng thí điểm mở cửa với các doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm. Từ đây đến 30 tháng 9 là cái khoảng thời gian để chúng ta chuẩn bị. Và cái việc mà chúng ta nới lỏng thì chúng ta cũng không phải là chúng ta đã nới là chúng ta nối mãi. Nó tùy theo từng hàng dịch, chúng ta có thể điều chỉnh chiến dịch của chúng ta, chiến thuật của chúng ta. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã bao phủ vaccine với trên 91% mũi 1 và gần 30% mũi 2. Hệ thống điều trị đã được củng cố từ cộng đồng cho đến các cơ sở thu dung điều trị tháp 3 tầng. Tỷ lệ tử vong giảm liên tục, hiện chỉ còn 50% so với đỉnh điểm. Đã đến lúc thành phố thay đổi cách thức chống dịch, chuyển mục tiêu từ Zero Covid sang sống chung với Covid-19 với từng lộ trình phù hợp và an toàn. Chúng ta không thể loại hẳn dịch bệnh Covid-19 ra khỏi cộng đồng, ít nhất là trong thời điểm này. Và sức chịu đựng của nền kinh tế cũng bị tổn thương nhiều lắm rồi. Và cần phải phục hồi sớm, chứ nếu để thời gian nữa là không được. Tuy nhiên, không có dám được chủ quan, kinh sức. Cũng tuyệt đối là chúng ta phải chặt chẽ khi cái bước đường đi tới, chúng ta phải đảm bảo cho được cái độ an toàn khi mở. Không thể không mở cửa kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh phải mở cửa trên cơ sở an toàn và có sự chuẩn bị sẵn sàng. Điều kiện tiên quyết là phải bao phủ vaccine, đặc biệt là tiêm đủ 2 mũi và có dự phòng rủi ro sau khi nới lỏng giãn cách, số ca bệnh sẽ tăng. Nhiều chuyên gia cũng lạc quan về khả năng sống chung với COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Khi tỷ lệ vaccine cao lên và tôi có tất cả các biểu đồ của các nước, 4 nước ở châu Á và tôi đã theo dõi và nguyên cái dữ liệu thì thấy rằng là khi vaccine tăng lên tỷ lệ tử vong nó giảm cho dù các ca dương tính có tăng. Sử dụng 2 vũ khí cùng một lượt thì vaccine và thuốc thì chúng ta nhanh chóng kiểm soát được dịch. Việc cấp thẻ xanh là một việc tương đối ổn định và lâu dài, an toàn trong phục hồi kinh tế, an toàn trong sinh hoạt. Là chúng ta phải đặt ra các cái lớp phòng vệ khác nhau. Và trong cái tiến độ mở ra từng nấc, từng bước một của chúng ta ấy, là phải có phương án dự phòng, là phải có phương án quản lý rủi ro, là phải có phương án thay đổi và thích nghi với điều kiện mới. Sống chung với COVID-19, không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh mà ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới cũng buộc phải chấp nhận thực tế không thể xóa sổ COVID-19 và chuyển dần sang trạng thái sống chung với COVID-19. Nhiều quốc gia đã bắt đầu nới lỏng giãn cách và đẩy mạnh truyền thông để người dân chuẩn bị tâm thế sống chung với COVID-19. Sau đây là kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực. Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này từ cuối tháng 10 sẽ coi COVID-19 như một bệnh đặc hữu, giống như sốt xuất huyết hay sốt rét. Chính phủ Malaysia sẽ đơn giản hóa một số biện pháp hạn chế khi bước vào giai đoạn mới, nhưng vẫn sẽ yêu cầu đeo khẩu trang. Tại các tuyến đường và thủ đô Kuala Lumpur, không khí đã huyên náo trở lại. Shipper và các nhà hàng được hoạt động với 60% nhân viên. Toàn bộ nhân viên tại cửa hàng đã hoàn thành tiêm chủng được 14 ngày theo quy định của chính phủ Malaysia. Các quán bar cũng đã hoạt động trở lại vào buổi tối và tuân thủ nghiêm ngặt quy định giãn cách xã hội bên cạnh việc xuất trình chứng nhận tiêm chủng. Malaysia cũng đã cho phép đón khách du lịch trở lại tại các địa điểm du lịch như Langkawi. Chúng tôi đã sống 4 tháng hoàn toàn đóng cửa, do đó việc mở cửa trở lại thật là tuyệt vời. Hy vọng rằng trong thời gian tới đây, những ngành nghề khác cũng sẽ dần được mở cửa. Trong khi đó, thay vì nỗ lực đưa số ca nhiễm về con số 0, mục tiêu của Thái Lan là ngăn chặn sự bùng phát để không gây quá tải cho hệ thống y tế và có nhiều hoạt động thương mại hơn ở các trung tâm tài chính lớn. Từ đầu tháng 9, Thái Lan đã chính thức mở cửa lại các cơ sở kinh doanh. Nước này cũng đặt mục tiêu tiêm một liều cho ít nhất 50% trong số 70 triệu dân vào cuối tháng 10 năm 2021 để có thể sớm tiến hành việc mở cửa du lịch. Việc mở cửa sẽ giúp người dân Thái Lan sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Nếu như giãn cách xã hội vẫn diễn ra, tôi e rằng sẽ rất nguy hiểm cho nền kinh tế Thái Lan. Còn ở đảo quốc sư tử Singapore, từ cuối tháng 6, chính phủ nước này đã chuyển sang chiến lược sống chung với COVID-19. Thủ tướng Lý Hiển Long mới đây nhận định không còn khả năng đưa số ca nhiễm về không nữa, ngay cả khi phong tỏa một thời gian dài. Vì vậy, phải chuẩn bị cho viễn cảnh COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu như cúm hay thủy đậu. Singapore đã từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế để hướng đến sống chung với COVID-19. Từ kinh nghiệm của các quốc gia, thì vaccine vẫn được xem là chìa khóa phòng vệ, là tấm áo giáp quan trọng để sống chung với COVID-19.
Thành phố Hồ Chí Minh đang rục rịch cấp thẻ xanh cho người đã tiêm vaccine, kể cả người mới tiêm mũi 1, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine mũi 2 cho người dân. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn trở lại trường quay Hà Nội với những tin tức quan trọng khác. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn tối qua đã chính thức hoạt động trở lại dưới hình thức là trạm trung chuyển hàng hóa. Và như vậy thì cả 3 chợ đầu mối lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, trước đó là chợ Bình Điền và chợ Thủ Đức, đã được đưa vào hoạt động sau một thời gian đóng cửa chống dịch, góp phần đáng kể thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Thưa quý vị, đây là những chuyến hàng hóa nông sản đầu tiên từ các tỉnh thành vừa cập bến chợ đầu mối Hóc Môn sau một thời gian chợ phải tạm ngưng hoạt động bởi dịch Covid-19. Tất cả các tài xế và phụ xe khi di chuyển qua khu vực cổng chợ đều phải khai báo y tế, quét mã QR, đối chiếu danh sách biển số xe đối với tiểu thương đã đăng ký từ trước đó và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19. Trong đêm đầu tiên mở cửa trở lại, chợ đầu mối Hóc Môn tiếp nhận 14 đầu xe với gần 30 tấn hàng hóa, gồm các mặt hàng nông sản và thủy hải sản. Toàn bộ thương nhân, tài xế và người lao động ra vào chợ đều phải đăng ký trước, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy tắc phòng chống dịch. Thì khai báo y tế đó, khai báo y tế với test. Thì em mới làm xong đó, khai báo y tế với test rồi đó, xong hết rồi. Thì vậy thôi chứ bây giờ nếu mà chợ muốn mở lại thì người ta yêu cầu gì thì mình làm nấy thôi. Là cho tốt thôi chứ có gì đâu. Cũng như chợ đầu mối Thủ Đức và chợ đầu mối Bình Điền, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nên chợ đầu mối Hóc Môn trong giai đoạn 1 chỉ cho 16 thương nhân được phép hoạt động. Các thương nhân đều phải đáp ứng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Hiện ban quản lý chợ đang kiến nghị huyện Hóc Môn đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để có thêm nhiều thương nhân được trở lại hoạt động. Thương nhân của chợ, ai cũng muốn là tất cả cái điểm kinh doanh của họ đều được mở cửa để bán, chứ không có mà... kinh doanh mà 14, 15 điểm như thế này. Chúng tôi cũng kiến nghị với Ủy ban dân huyện cũng như là phòng y tế của huyện làm sao mà bổ sung cái mũi thứ hai để cho các cái người mà có liên quan. Kế hoạch cũng như các cái phương án hỗ trợ là đều đã có và đã được các cái cấp phê duyệt. Hiện nay là vấn đề còn lại là do các cái thương nhân họ tính toán, họ kết nối được cái đầu ra để mà họ chuyển hàng về các cái nơi. Thì như vậy là khi mà cái nền kinh tế mở cửa trở lại càng rộng thì cái nhu cầu tiêu thụ hàng hóa càng cao thì lúc đó cái sản lượng nó sẽ tăng. Được biết từ ngày 7 tháng 9 tới nay đã có khoảng 1.000 tấn hàng hóa từ các địa phương chuyển về chợ Bình Điền. Chợ Thủ Đức cũng đang đạt sản lượng trung chuyển ở mức 80 đến 100 tấn mỗi ngày. Sở Công Thương cũng đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch để mở rộng quy mô các chợ, đảm bảo cho tiểu thương có địa điểm để tập kết và luân chuyển hàng hóa. Hôm nay 21 tháng 9, Vietnam Airlines đã chính thức hoàn thành toàn bộ tài liệu và công tác chuẩn bị để Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ xem xét phê chuẩn. Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ sẽ cấp phép cho hãng khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Với sự kiện này, thì Vietnam Airlines sẽ trở thành hãng hàng không Việt đầu tiên được cấp phép bay thẳng thường lệ đến Hoa Kỳ, quốc gia có hàng rào, thủ tục pháp lý và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất thế giới. Chuyến bay thường lệ được thực hiện đều đặn theo lịch bay mà hãng hàng không công bố, không hạn chế mọi đối tượng khách hàng và mở bán vé rộng rãi tại website, ứng dụng di động, phòng vé của hãng bay. Tất cả hành khách đều có thể tự tra cứu lịch bay, tùy chọn đặt chỗ, mua vé với mức giá phù hợp theo nhu cầu cá nhân trên các chuyến bay thường lệ. Vietnam Airlines là hãng đầu tiên được cấp phép bay này, lần thứ nhất vào tháng 4 năm 2020, lần thứ hai vào tháng 6 năm 2021, với mỗi lần được cấp phép khai thác tối đa 12 chuyến bay trong vòng một năm. Việc thực hiện các chuyến bay thuê chuyến là một trong những bước đệm để Vietnam Airlines thử nghiệm, đánh giá và chuẩn bị cho kế hoạch khai thác thường lệ đến Hoa Kỳ. Tiếp tục bản tin là một thông tin giả lan truyền về tình hình dịch Covid-19 đã bị xử phạt. Công an thành phố Đà Nẵng vừa mời quản trị viên nhóm Hội ăn vặt Đà Nẵng đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ. Trước đó, một tài khoản Facebook có tên là HH đăng tải lên nhóm Hội ăn vặt Đà Nẵng với nội dung: giờ khu công nghiệp mới mở cửa được có vài ngày đã có 300 F0 rồi, như này giờ truy vết kiểu gì đây, sao khổ quá vậy. Đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Tuy nhiên, quản trị viên nhóm Hội ăn vặt Đà Nẵng có gần 50.000 người theo dõi đã không kiểm duyệt bài viết để nội dung lưu truyền trên nhóm của mình, gây hoang mang cho dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Đà Nẵng hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh chủ tài khoản Facebook HH để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn mới đây, một số Facebook có một vài cá nhân có đăng tải nội dung
Hưng Nguyên, tai biến sau tiêm vaccine AstraZeneca tại điểm tiêm trạm y tế xã Long Xá, một cụ ông 82 tuổi tử vong. Nội dung thông tin này đã gây hoang mang, hiểu nhầm cho nhiều người đọc là cụ ông tử vong do tai biến sau tiêm chủng. Thông tin đến báo chí, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết sự việc này xảy ra vào ngày 19 tháng 9. Trường hợp tử vong là cụ ông 82 tuổi tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Đây là đối tượng được ưu tiên tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong chiến dịch tiêm đợt này. Các phim chụp của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não rất rộng, bệnh nhân bị tai biến xuất huyết não có nguồn gốc sâu xa là do cao huyết áp. Trước khi tiêm chủng thì bệnh nhân cũng đã được khám sàng lọc kỹ càng, song do trước đó bệnh nhân đã uống thuốc nên huyết áp bình thường, ổn định. Vụ việc là sự trùng hợp ngẫu nhiên và cụ ông bị tai biến mạch máu não sau khi được tiêm chủng không phải là do sốc sau khi tiêm vaccine. Các biến chứng do tiêm vaccine không hề có tai biến loại này. Người nhà của cụ ông cũng đồng ý với kết quả chẩn đoán kết luận tử vong này.